Mart City, siêu phẩm bất động sản tại trung tâm thành phố Bắc Giang, kiến tạo nhịp sống phồn vinh trong khu đô thị kiểu mẫu có quy mô gần 3,3 hectare với đa dạng các loại hình sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu an cư và đầu tư sinh lời. Loại hình shop house xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, mặt tiền 7m, vỉa hè 8m, thuận lợi kinh doanh, diện tích từ 112 đến 129m2, mặt đường rộng 48m, chỉ 11 căn giới hạn. 78 căn shop house liền kề tự xây, mặt tiền 6m, vỉa hè từ 5 đến 6m, xây 100% đất tối đa 7 tầng, mặt đường rộng 17,5 đến 20m, diện tích từ 81 đến 113m2, linh hoạt cho mọi mục đích sử dụng, từ an cư đến hoạt động khai thác kinh doanh. Một tòa chung cư cao tầng 19 tầng nổi, bao gồm 2 tầng thương mại khối đế và 17 căn hộ chung cư với 170 căn hộ cao cấp và 1 tầng hầm. Sở hữu vị trí đắc địa gần các tuyến đường trọng điểm như mặt đường tỉnh 293, trục giao thông huyết mạch kết nối kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố Bắc Giang, đường Trường Chinh hướng đi cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, đường Tây Yên Tử hướng đi Hải Dương. Mart City chính là tâm điểm kết nối cho cuộc sống sôi động với hệ tiện ích hoàn hảo bao quanh dự án. Từ Mart City, cư dân dễ dàng tiếp cận với các tiện ích, trường học, công viên, siêu thị, trung tâm thương mại, khu liên cơ các cơ sở ban ngành thành phố Bắc Giang, hệ tiện ích nội khu đủ đầy, 2 công viên nội khu, bãi đỗ xe riêng và liên kề 2 công viên ngoại khu. Đây cũng là vị trí chiến lược cho hoạt động giao thương diễn ra nhộn nhịp và đón đầu quy hoạch phát triển khi Bắc Giang sẽ là thành phố trong hành lang kinh tế Nam Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, được đẩy mạnh về kinh tế, công nghiệp, hạ tầng, quy hoạch mở rộng thành phố về hướng Đông Nam, dọc tuyến đường tỉnh 293 sẽ phát triển đô thị sinh thái cao cấp với hàng loạt cơ quan chính quyền được chuyển về, hạ tầng đồng bộ và là khu vực phát triển sôi động nhất của Bắc Giang. Mart City đang từng ngày hiện hữu giữa trung tâm đô thị với tiến độ thi công thần tốc, chất lượng công trình đảm bảo theo tiêu chuẩn cao cấp. Các tuyến đường nội khu của dự án đều kết nối thuận tiện đến các tuyến đường huyết mạch. Đối diện Mart City là quy hoạch của dự án khách sạn cao cấp. Dự án đã có pháp lý vững vàng, sẵn sàng bàn giao sổ từ tháng 12 năm 2023. Mart City ra mắt khách hàng với chính sách bán hàng hấp dẫn, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, chiết khấu thanh toán sớm 6%. Hãy chờ đón sự ra mắt của Mart City, siêu phẩm thịnh vượng, huyết mạch giao thương tại thành phố Bắc Giang.